Hôm nay mình sẽ học đề 18 ha. Vurinara chân thông cho kiến hang saro kêu tung mất kỳ vị hạ dơ kim chi hang cơ bờ ni e mà ni tham cư nên đi rồi mùa si ra cô hàm ni cả này này rất là dễ đúng không, này là kim trang rất là dễ. Cúc mi nè cân càng quản lý vô cơ mít sai bốc chi từng quan liên đến ập mô rê tạm đăng anh anh chân bố bố chờ nên bố chờ ế nhưng chân nên mô ớt xin nhị cá để quản lý sức khỏe của người dân nè và về sức khỏe và phúc lợi xã hội thì những cái việc liên quan đó là cái bộ nào bộ nào thì mình bữa mình có học sơ rồi đúng không, bộ bộ cơ bút chi bu đúng không, Một con bốc gồm bộ cơ bút chi bu bộ phúc lợi và sức khỏe, sức khỏe bộ phúc lợi sức khỏe con ngủ em ngọng. câu vừa hồi đó ha. Câu này dễ rồi. Ai cả thế nan hu hang chân bút chi center ấn chế sinh cô hay gia ham nị cả ấn chế thì trong vòng bao lâu phải đăng ký cái giấy khai sinh đó. Ở trong vòng 30 ngày đúng không, một tháng sam sit in hoặc là hành tan sam sit in in nị ta kênh ca nể chê san sang nghệ phi hệ quan nạn ta thông mi ít nâng kiêng ngủ mùa sinh bơ bê kỳ cho hai giờ hai kê hai giờ ya hâm nị cả kênh can cái che san tài sản của cá nhân đúng không, để tránh hay là để ta thương các trường hợp gọi là mâu thuẫn và họ dùng để giải quyết cái mâu thuẫn này thì họ dựa vào cái luật gì cơ bản luật gì luật dân sự đúng không, minh bấp dân sự minh bấp là dân luật dân sự ha. Y tha công chích Trung Quốc Guru Bù Thờ Hoàng Sa E Hoàng Sa Cả Bồ Đơ Ô Cố Kê Na Rì Chinh Tan Lệ Bất Quốc Tương Ấy Chinh Kinh Su Ít Tân Kê Cha Rình Ở Nư Kê Cha Rình Nì Cà. Con này dễ đúng không, cứ hoa nở là thấy sướng rồi. Nhưng mà Hoàng Sa Cả Bồ Đơ Ô Cố các vàng từ lục địa Trung Quốc bay xuống vào cái mùa có thể bớt cốt, mình có nghe chữ bớt cốt là thấy sướng rồi đúng không, bom đúng không, bom những câu này khá là dễ. Cúc cài ire mắt thà sờ hà các hành trang bu chờ e che cố che kim cha mùa si ra có bồ đồng nịch cá hành trang bu e che cố che kim cha ngay chỗ này là thay sướng rồi đúng không, hành trang bu bu sơ ha, không phải là không phải là cả nước nha, hành trang hang trong bu sơ cái bộ cái gọi là cái bộ người có cái trách nhiệm cao nhất trong một cái bộ chứ không phải là trong hang trong bu hang trong bu sơ trong một cái bộ đó là những cái bộ trưởng gọi là chăng quan thì người ta chăng quan là bộ trưởng ha. Câu này đấy ha, những công việc của quốc gia và cắt cắt thấy chữ cắt cắt hang chân bu sơ cắt cắt câu này mà thấy cắt cắt hang chân bu sơ che cô check kim trà đó là cái trách nhiệm cao nhất của một cái bộ của một bộ mỗi bộ nó có những cái người có trách nhiệm cao nhất đó là chăng quan bộ trưởng Cúc ca ca nát chân im cơ mẹ nô tung cha rê bô hô hà kì vì sao bớp bơ rổ im cơ mẹ chê chơ e kế chân hai giờ nô tung cha e sang hoa rễ bô sang anh anh chê tổ nâng múa sinh nhị ca
để bảo bảo hộ hay là bảo vệ cái quyền lợi của người giàu, lao động có thu nhập thấp, national income, có những người thu nhập thấp, thì có một cái gọi là cái chế độ bảo đảm của cái bộ lao động đó, cho người lao động nó tung ra cho những người lao động mà, thì hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp. Cái này gọi là chế độ dành cho những người thu nhập thấp, cho income chế độ, chế độ hỗ trợ cho những người thu nhập thấp chế cho income chế độ có sẵn lúc này ha, vậy ha. Cứ nghe là boho ha kiwi sơ bóp pro income chê chơ là thấp thấp ha. Thì nghe nó là chê chơ, nếu mà mình cái câu này mà mình nghe không rõ mà kêu mình phải đọc lại ha, đọc lại thì mình nhớ chê chơ im cấm chê tô im người ta rồi. Rồi, mình tiếp tục đến với câu tiếp theo nha. Tê hà minh quốc kế íp quốc hà cờ nà chư quốc hà nên mộ tân quốc miễn mít về quốc y nè chư đếp quốc quản lý hòa về quốc y nè chê rưu quản lý mít nàn minh in chân chân chá tân nghệ con hàn sang kêu chân hàn bớp mình mùa sinh nhật cả. Cái những người mà ở những người đúng không, những người Hàn Quốc á, xuất cảnh hay là nhập cảnh hay là tất cả những người dân á, xuất cảnh nhập tại cảnh ở tại Hàn Quốc hay là những người nước ngoài được cục xuất nhập cảnh quản lý thời gian lưu trú của người nước ngoài hay là những người tị nạn thì họ có cái luật gì, thì mình nhớ cái này rất là dễ đúng không? Chưa điếp cúc quan ly bọc im người ta ha, bỏ thêm chữ bóp nữa là được ha, rất là dễ. Chưa điếp cúc quan ly bóp im người ta, chưa điếp cúc quan ly bóp im người ta. Rồi câu hỏi tiếp theo, mộ tinh quốc mini chích chấp chân chia chăm giờ 2 giờ già chơi chân hai nên cờ sinh mùa si đào cô hâm nghiệp cá. Tất cả người dân này á có thể là tham gia trực tiếp vào chính trị, tham gia chính trị một cách trực tiếp, chơi chân ở quyết định, đó là cái gọi là cái gì ha, quyết định chân chân là nên có tham gia chính trị và quyết định, tất cả người dân tham gia chính trị, tham gia trực tiếp chính trị và có thể quyết định tham gia được chính trị, thì cái này chích chấp minh chu chê là dân chủ, chê là chế độ dân chủ, chích chấp trực tiếp. Câu này là có thể em để ý ha, em để ý thêm câu này thì hơi 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 khó xíu có thể lần đầu tiên mình có thể mình nghe câu này ha. Mộ tinh quốc mini chấp chân chia chậm giờ, có thể tất cả người dân có thể tham gia chính trị trực tiếp, thì mình trả lời đó là chích chấp minh chu chè im người ta, chích chấp minh chu tè chè chích chấp minh chu chè chè ở đây là nó chế độ chế độ chích chấp minh chu chè. Chế độ dân chủ trực tiếp. Udinara chân thông cân chốc giang sĩ cử rô chi chiên bậc chi cử rô năn băng ở vì hàn ôi ôn tôi quá nên băng ở vì hàn maru cá quân hiền ít kế chả ráp tên cu cho rế các chú có ít sở tờ vi quá chú vi rế tông xie hê kênh hàn sư ít nấn chế bên mùa sinh nhật cả. Udinara chân thông cân trúc Udinara chân thông cân trúc giang xích cửa chiên chip
Sơn thun cơn trúc là biết rồi. Cái là xây dựng truyền thống, mà gì mà nan bang re vi hàn ôn tồn nan nan bang nóng đúng không, nan bang là lạnh đúng không, thì nó có cái hệ thống nóng lạnh đó. Thì cái nhà đó mà để nó giải quyết được cái thời tiết nóng và lạnh, mùa 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 hè thì nó mát, mà mùa đông á, thì cái nhà đó nó ấm, thì cái nhà đó gọi là nhà gì? Đó là gì? Hay kiến chip chip mùa mùa sinh nhật cả. Cho nên câu này thì cũng nghe khá là dễ, có nghĩa là Udinana chân thông chip, chân thông cấn trúc, rồi nang bang, rồi nan bang, rồi nang bang, lạnh nóng đúng không, và nó kêu đáp, nó kết kết hiệp hợp với nhau với cái loại hình vừa nhà vừa nóng vừa lạnh đó. Thì đã để nó giải quyết được cái vấn đề thời tiết lạnh và thời tiết nóng, thì đó gọi là nhà Hanok ha. Hanok Hanok là cái nhà truyền thống, nó rất là đặc biệt đúng không. Hanok Quốc minh e kỳ quân còn bộ trang bắc kỳ vị hè quốc ca e chết panina trang quân e tương e yokure hàn suy nâng con li nâng mùa sinh nhật cả. Cái này rất là dễ. Trong cái quyền căn bản của người dân á, để bảo hộ, để nhận được cái sự bảo đảm của cái quyền căn bản của người dân á, thì người dân có một cái quyền yêu cầu hay là phán quyết quốc gia đúng không, yêu cầu trong quân tương nghệ vô cu ri hạnh xuất nên con lì cái quyền để yêu cầu. Cái này gọi là trong cơ quan đúng không, rất là dễ. Trong cơ quan quốc bang nghe con lên đến quân trang mít quân lương quả cư bác kế quân sai quan nạn Samure Khanjanganan Changbu Buchoe Myeongjin은 무엇이라고 합니까? Nói về quốc phòng đúng không? Quốc bang quan liên, những cái việc liên quan đến quốc phòng, rồi quân trang, quân trang, quân liên, những người mà quân gọi là quân lệnh đâu, quân, nói về quân ha. Quân trang, quân liêm, quân lệnh, quân trang, thì đó, ở chính phủ nó có một cái chân bu bu cho là một cái bộ trong cái chính phủ, đó là việc nói về việc những quân lính, quân xa, thì những cái nói về cúc băng rồi quân trang, quân liêm và quân xa này ha, thì đó là cúc băng bu ha, bộ quốc phòng. Này gọi là bộ quốc phòng cục băng bộ, nói về quân lệnh quân, nói về quốc phòng thì nó có, cho nên cực mình khi mình nghe nó là cục băng quân liên tên ở dưới này là trong bu bu chờ là mình biết là cục băng bộ rồi đúng không. Rồi ca cha y rơm mi na ta đơn y rơm mi a nin 오직 본인의 이름으로만 금융 거래를 할수 있도록 한 제도를 무엇이라고 합니까? Dùng tên giả hay là một tên khác để mà 오직 본인 이름만 금융 거래 할수 있도록, họ có một cái chế độ đó là chỉ có nó dùng cái tên của mình để giao dịch thôi, cho nên họ có một cái chế độ gì, thì đó là cung dung xin biên chế đúng không, cung dung xin biên chế, cung dung xin biên chế chế độ tên ha, để tránh tránh tên người ta làm giả đúng không, tránh giả. Rồi tiếp tục ha, Yukigo
Yukio, yuk chum io, chân xem có liên quan kinh nghiệm mình à, có liên quan cái sinh mà để bố xe à, yukio, yukio, người ta đọc yukio, yu là số sáu, yukio đó, yukio. Nếu mà ghi thì người ta sẽ là U E O, nhưng mà đọc người ta đọc là Yukiko. Chân trên có lên kinh nghiệm in à, có lên tên Kosen Mareboseo, kỷ niệm cái liên quan đến việc chiến tranh Bắc Hàn và Nam Hàn ngày 25 tháng 6 đúng không? Thì mình sẽ giải thích gì? Cái ngày đó là ngày gì? Thì mình có thể giải thích đơn giản Hanban to Isan ka chok Hin chung nghĩ tìm người ta Yukio chân chân con liền kỷ niệm cái ngày chiến tranh xảy ra đúng không? Thì bán đảo Hanban to là một bán đảo Triều Tiên, bán đảo Hàn Quốc Triều Tiên luôn ha, gọi là bán đảo Isan ka chok gia đình ly tán Hin Chung In kỷ niệm niệm anh hùng, những anh hùng đã hy sinh vì đất nước đúng không? Câu tiếp theo Yodo ka chi bop ru di hân bơ bé ơ kích nát nần chi bop ru để vi hàn gia bù rì sai phía bộ nâng kỳ quan nửa đồ hân bơ bé chê trông chấp hê sơ kỷ hào cổ cứ ế ta đơn phán đàn nâng hà mẹo cứ ấp mù rì tâm tăng hà nâng kỳ quan nâng ở tim nỉ cá tâm tăng hà nâng kỳ quan ở tim nỉ cá. Thì cái này cũng dễ đúng không? Bữa mình học thường thường ra câu này là hân bóp đúng không? Hân bóp chê phân tô. Mình nhớ câu này đúng không? Hân bóp ơ kích nốt nên chì. Giờ đưa các chị bóp rồi những cái điều luật đó, thì nó để có một cái cơ quan đó, có một cơ quan có nhiệm vụ đó là họ xem thứ họ theo bộ luật đó, nó có vi phạm cái hiến pháp hay không và họ điều tra cẩn thận và họ giải thích về hiến pháp phán đoán. Thì công việc đó quan trọng với bộ nào thì bộ mình nói là hân bớp xe phan xô là nơi có thể điều tra để coi thử là người ta có làm đúng cái hiến pháp hay không, hay là vi phạm hiến pháp. Thì nó có cái bộ này ha, hân bớp xe phan xô mô tinh sao đà mẹ in con bô hô quả hăng sang ấy vì hành ấp bù rì su hèn hà mỡ ít bấp thèn trần sa bấp xăm bù ế ở ti ế tổ cá chi cố khi con nên ở tim thì cả mộ tinh sa ra mẹ tất cả để bảo vệ cái nhân quyền của tất cả người dân á, thì có một cái bộ, có một cơ quan mà nó liên quan đến cái việc đó là bảo hộ cái quyền công dân thì ít bóp hang chân và sa bóp sambu ở ti đồ ca chỉ có ít năng kỳ quan ca kỳ quan là cái cơ quan nằm trong bộ nào và nằm ở cơ quan nào để là bảo vệ cái quyền lợi của người dân, bộ nào trong ba bộ này thì nó nằm ở trong bộ sa bấp bu đúng không, mà cơ quan đó là bấp mu bu bộ tư pháp ha. Câu này cũng khá là khó em lại ha, thì mình trả lời là ít sa bấp bu và cơ quan đó là bấp mu bu ha, bấp mu bu, bấp mu bu để bảo vệ. Sa ra mộ tên sa ra in quan bô hồ bảo hộ cái việc cái nhân quyền của người dân
tất cả người dân thì gọi là lại cơ quan đó là bóp mô vô Bóp mô vô là bộ gì thầy ha? bộ tư pháp. À nó giống bộ sa bóp vô luôn hả thầy? Sapapo không phải là giống mà cái Sapapo cái Sapapo đại diện cái Sapapo nó là Bob Mobo á. Giống như đại diện của Ip Bobo là Cúc Khuê chẳng hạn đó, Cúc Khuê. Còn Hang Chân Bô thì chính phủ ha. Rồi sen san cha gà sopi chai kè sản phẩm mẹ muốn chế alo chú cô từ sản phẩm mình xử lý kêu hay chú nâng chế độ rồi mua xí đâu có hàm nghị ca sinh sản sản xuất người sản xuất hay là sobisa người tiêu dùng nếu mà cái sản phẩm đó nó có vấn đề gì đó sản phẩm nó có vấn đề gì đó, thì cái sản phẩm đó được xử lý là sửa chữa ha. Sửa hay là đổi và cái cho nên là người tiêu dùng với người sản xuất người tiêu dùng mua cái người sản xuất đó, về thấy cái đồ nó hư thì có thể sửa hoặc là đổi thì cái đó gọi là cái chế độ gì đúng không? Cái đó gọi là một cái luật gì thì đó gọi là luật về tiêu dùng đúng không? Hàn Quốc soi pizza anh cũng so bị cha quên như ta rồi Xuân 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 Uri Umak Kimia Mộ tinh dễ xuất để chơi chip chế yến trung hắc dễ xuất lộ so Bức tranh ta nè mắt chúa Iagi e chú đi đi Nô rê rô Chinh hèn hà nến Uri nara cô dù e chăng đưa ta cứ âm chung điều nên mùa suy đạo của hàm này cả xuân su hàng uri âm mặc một cái loại âm nhạc rất là xuân su rất là đơn thuần mà người ta sẽ mặc bút trăng tàn là lên cái sân khấu là sân khấu rồi họ kết hợp với trên chip dễ xuân với tổng hợp trung hấp dễ xuân nhưng mà cái này rất là rõ là Matsu Iyagi e chun kori Iyagi e chun kori no re nghĩa là họ hát bằng cái lời mà họ nói ra đó thì cái đó gọi là pansori đúng không đặc biệt là koyue umak koyue cô Yue cái nhạc âm nhạc gọi là truyền thống gọi là pansori cho nên câu này có một số câu khác nhưng mà bây giờ người ta để chuyển cái câu này thêm đó là nhưng mà mình nghe nói là gì xuân xuân mắt uri mắt rồi cái này có thể là từ những cái từ nó không có cần liên quan cũng được ha mà mình nghe là iya Chuy cơ đi nô đề Iya Gì ki Chuy cơ đi nô đề hát bằng lời mà lời nói của họ đó thì mà đặc biệt nó là Urinada cô yu e âm cô yu âm nhạc gọi là hồi xưa đó, truyền thống cô cho nên chủ đó là gọi là pansori ha âm nhạc rồi à phân cô kể kể ưu điều bì rế chi quân hệ chú nâng bô hôm mùa sinh nhật cả là bảo hiểm mà ưu điều bì trả viện phí khi mà quý khách đau bệnh gì trả viện phí được loại hình gì là cục minh cần căng bô hôm đúng không rất là dễ nghe nó là Udubi, cái chữ Udubi là bô hôm là mình hiểu rồi đúng không? Udubi là viện phí bảo hiểm để mà trả tiền viện phí đó là gọi là bảo hiểm sức khỏe cúc cân căng cúc minh cân căng bô hôm đúng không? Rất là dễ rất là dễ ha.
à phân cô kẹt kẹt ở điều bị rễ à chiều nay chủ nhân bố họ mến mùa sinh nhật cả là cần căng cục mình cần căng bố họ.